Gì đây? Đây là thiết bị kiểm tra an ninh do cậu Tuấn lắp đặt. Khùng. Và đây cũng là ý của anh. Hiện nay các thiết bị nghe lén theo dõi rất là hiện đại, và loại máy này sẽ phát hiện ra tất cả. Nào, đi em. Đúng ra. Mày làm gì đó? Cô ta cũng cần được kiểm tra. Không kiếm chuyện đúng không? Ai không kiểm tra thì không được vô. Mày muốn sao? Người đang gây chuyện ở đây là anh, là khách của anh đó. Không tốn nhiều thời gian đâu anh. Hôm nay là ngày quan trọng, đừng nên để xảy ra chuyện gì. Em ráng chịu thiệt thôi. Anh chắc chắn sẽ đòi món nợ này lại kia. Thấy được. Em sao vậy? Em đau đầu á. Em quên mang theo thuốc rồi. Anh đưa em về. Không cần đâu. Anh có đem theo hàng không? Có. Nghe nói gần đây nhà anh có vị khách rất đặc biệt hả? Mày nói Hải Đường hả? Coi chừng nhà anh nuôi ông tay áo đó. Nó là người của công an. Anh sao vậy? Em có nghĩ là thằng Phong nó hận Hải Đường không? Thì nó lừa gạt tình cảm của người ta trước mà. Vậy nếu có cơ hội, nó có trả thù Hải Đường không? Ai với nó thì chắc chắn sẽ có. Sau khi ra khỏi trại, em mới biết được là gia đình mình sống khó khăn như thế nào. Nên em chỉ muốn kiếm chút tiền để lại cho họ thôi. Em nói là em quen thằng Bảo ở chỗ cậu ba. Không phải bữa chị Châu đưa em về sao? Mày về không? Không về, tao về trước à. Anh Bảo ở chỗ bữa tiệc nhà anh. Sau đó anh có giúp em thêm một lần nữa. Kêu ông Bảo gọi cho anh. Anh không muốn dính vô mấy thứ này, nhưng mà anh sẽ giới thiệu bạn của anh cho nó. Dạ. Với lại chuyện hôm nay là anh không muốn tự anh liên lụy đến bạn của anh. Nên em đừng giận. Là lỗi của em mà. Ok. Anh sẽ kêu tụi nó đưa em đi bác sĩ. Không cần đâu. Em đến bác sĩ quen của mình được rồi.
một thuốc đi. Cảm ơn anh. Thật ra tao chỉ là người trung gian. Vậy bạn tao không muốn ra mặt. Nó hỏi là mày cần bao nhiêu? 100 ký. 100 ký. Giá nó đưa ra là 10 ngàn. Nếu dưới 100 ký thì trong một tuần sẽ có hàng. Chốt. Chốt. À, với lại chuyện này á, đừng có để cho phụ huynh biết. Ok. Hải Đường, anh sẽ nói bạn anh tính công môi giới cho em. Nếu mà em muốn kiếm thêm á, thì anh sẽ nói nó đưa cái việc chuyển giao hàng cho em làm luôn, hiểu không? Ừ? Hình như chúng ta có khách không mời. Phụ nữ và khách có thể đi trước. Mỗi thằng 1 ngàn, ai đánh nhiều nhất lấy hết. Ok. Chú, còn anh tới chạy. Đừng có đi với tao.